Rồi, kính chào tất cả quý cô chú anh chị em đến với kênh của em ngày hôm nay. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh Trúc là 0944979696, cũng là số Zalo của em luôn. Mình có thể kết bạn Zalo để xem lại những cái món hàng của mình mơ sưu tầm. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu và sẽ được phát trực tiếp vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần vào lúc 10 giờ. Kính mong tất cả quý cô chú anh chị em hãy đón xem, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em ngày càng phát triển hơn. Và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200 ngàn, em sẽ gửi hàng cho mình nha. Hôm nay thì Quỳnh Trúc có một số cái món đồ gốm giao lưu với cô chú anh chị em cũng khá là đẹp. Cô chú anh chị em mình hãy xem. Đầu tiên có một cái nậm phượng, đây là dòng gốm Sài Gòn chuẩn cổ. Vẽ con chim phượng rất là đẹp nét và chàm rất là xanh. Cao là 13.5 cm, phía sau này sẽ có những cái vân mây. Bầu rất là tròn, chàm thì xanh, men gạn đều hết và có một lò. Em bao hàng chuẩn cổ, rất đẹp luôn. Chiều cao là 13.5 cm, tình trạng thì chỉ có bị sờn nhẹ cái men ở bên ngoài dưới đế tí xíu ngay chỗ này như cái hạt đậu thôi, không đáng kể. Trên vành này cũng lát nhẹ xíu xíu men, vẫy cái men nhẹ bên ngoài, không đáng kể lắm. Giao lưu với cô chú anh chị em một cái nậm phượng với giá là 900 ngàn. Dòng gốm Sài Gòn rất là đẹp, vẽ con chim phượng rất là nét và xanh. Tiếp theo em có một cái bản dầm lông ẩn, gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Cô chú anh chị em mình xem cái nét vẽ rồng, rất là thần thái và nét luôn, vẽ đẹp. Thứ hai nữa là chàm rất là xanh. Đây là một cái bản dầm vành cao, đứng đẹp. Hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Trôn cốt em bao cho cô chú anh chị em chuẩn cổ trên 100 năm, hàng ký kiểu. Đường kính 16.5 cm. Tình trạng của cái bản dầm lông ẩn này nó sẽ có một cái điểm thẩm mỹ như cái đầu ngón tay, và hai cái điểm vẫy nhẹ trên vành cũng đã được thẩm mỹ luôn, là cái điểm thẩm mỹ như đầu ngón tay nằm đây, và một cái điểm lát nằm bên này, và một cái điểm lát nhẹ nó nằm bên này. Tất cả đã được thẩm mỹ lại đẹp hết rồi. Cô chú anh chị em mua về là mình trưng bày chơi thôi. Và thẩm mỹ em thấy người sưu tầm trước người ta thẩm mỹ rất là đẹp luôn nè, mình nhìn sơ qua không thấy được. Một cái bản dầm rất là đẹp ha, hàng ký kiểu, chàm xanh mà vẽ đẹp nha. Đường kính lại 16.5. Giao lưu với giá là 3,9 triệu thôi cho cái bản dầm hàng ký kiểu đẹp này. 3,9 triệu, đây là loại hàng ký kiểu cao cấp nha. Tiếp theo là một cái chén lông ẩn. Cô chú anh chị em mình xem một dòng của cái chén này, chàm rất là xanh đậm đà, vẽ lông ẩn. Hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Trung cốt em bao đồ chuẩn cổ, hàng ký kiểu cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Đây là một cái chén thấu quang rất là đẹp luôn. Đường kính là 12 cm, chén lớn, đường kính 12 là loại lớn rồi. Tình trạng ở đây nó có bị mẻ kẻ đế, mẻ đế ở đây, và nó có một cái đường tóc nhẹ ở trên cái vành, mình nhìn ở phía bên ngoài rất là khó thấy. Còn lại thì lành lặn hết trơn luôn, chén rất là đẹp, hàng cái kiểu thấu quang. Giao lưu cái chén này với giá là 1,9 triệu cho cái chén hàng chuẩn cổ, hàng ký kiểu, chàm rất là xanh, vẻ đẹp. Hiệu đề là Ngoạn Ngọc nè. Chén đường kính lớn nha. Rồi, ở đây em có ba cái món gốm Nhật, một cái tô đường kính là 18, có tích là Song Long Chanh Châu. Tình trạng của cái tô này nó có bị âm chân chim ngay chỗ này. Đây là cái dĩa Song Long Chanh Châu, cũng là dòng gốm Nhật cốt xứ. Đường kính là 18 cm, tình trạng nó có bị mẻ nhẹ chút xíu trên cái vành đây. Đây là cái dĩa thứ ba, cũng là một cái dĩa gốm Nhật thấu quang cốt xứ. Đường kính cũng là 18 luôn, tình trạng thì có tóc đây một đường và nó có chân chim phần này. Giao lưu ba cái món này với giá là 700 ngàn cho ba món, hai dĩa và một tô hàng gốm Nhật chuẩn xưa. Tiếp theo là em có 10 cái dĩa để gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm vẽ hoa cúc. Đường kính là 14 cm, tình trạng của 10 cái dĩa này đều có bị vẫy và tóc hết. Đều có vẫy và tóc hết. Gốm Tàu em bao hàng chuẩn cổ cho 100 năm và cái loại dĩa hoa cúc này thì cái men chàm nó đẹp. Thứ hai nữa là nó có mọc triện hết.
giao luôn 10 cái dĩa gốm tàu vẽ hoa cúc này với giá là 850 ngàn cho 10 dĩa này. Đều có tóc vành với lại là vẫy nhẹ trên vành. Rồi tiếp theo là một cái dĩa để một cái dĩa bù lệch. Của chú anh chị mình xem mấy cái loại dĩa hay là nắp á, bù lệch á, thì nó tương đối nó khó kiếm hơn là cái bù lệch nữa. Cái dĩa này đường kính là 17.5 cm, dòng gốm Sài Gòn, dòng gốm Sài Gòn xưa. Đường kính 17.5, tình trạng cái dĩa này nó lành tích, chỉ có là nó hơi vên nhẹ thôi. Vên nhẹ cái vành nè. Còn lại thì lành lặn hết. Dĩa lót bù lệch đó. Em giao lưu với giá là 950 nha. Tiếp theo có 4 cái muỗng hàng gốm Nhật chuẩn xưa in hoa. Vô cùng một mẫu, vô cùng một đường kính. Chiều dài là 14 cm, tình trạng lành tích. 4 cái dĩa, 4 cái muỗng in hoa đẹp. Cúc sứ. Cô chú cho mình xem mẫu mẫu in hoa nè. Dễ thương lắm. Giao lưu 4 cái muỗng lành này với giá là 200 ngàn thôi. Tiếp theo là hai cái chén gốm Nhật chuẩn xưa, in tích là sông Kiều, in hai mặt luôn. Và hàng loại này rất là mỏng, thấu quang như cái bóng đèn luôn, mộc mộc đỏ, đường kính 10.5, giao lưu hai cái chén này với giá là 600 ngàn thôi. Tiếp theo có 10 cái muỗng gốm Nhật chuẩn xưa, muỗng này in tích là cổ lầu. Những cái muỗng này thì cô chú anh chị em mua về mình trưng bày trong tủ rất đẹp. Dài là 14. Đây là một cái loại muỗng lớn, in đẹp rõ nét, chàm xanh và hàng chuẩn xưa. Giao lưu 10 cái muỗng đẹp này với giá là 1,5 triệu thôi. 10 cái muỗng lớn in tích là cổ lầu gốm Nhật chuẩn xưa. Tiếp theo là muỗng cổ lầu nữa, nhưng mà đây là loại muỗng gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Vẽ tay hàng chuẩn cổ. Muỗng này đường kính dài là 14 cm. Mười cái muỗng này tình trạng của nó cũng rất là tốt luôn. Cái muỗng này nó có nổ men ở trên vành không có đáng kể, nổ men nhẹ do thời gian, như là cái hạt mè thôi, không có đáng kể đâu. Châm chế chút đỉnh cho những cái muỗng này ha, do thời gian nó bị nổ men. Cái muỗng này trên vành ngay chỗ này nè, nó giống như lỗi lò vậy đó, nó hơi khuyết xuống một chút xíu, không có đáng kể đâu. Rất là nhẹ, tình trạng hầu như là lành 99%. 10 cái muỗng này em giao lưu với giá là 2,5 triệu cho 10 cái muỗng gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Được cái chàm rất là xanh và vẽ rất là đẹp luôn. 2,5 triệu cho 10 muỗng. Tiếp theo có đèn dầu Nam Bộ chuẩn xưa. Cô chú anh chị em mình mua về trưng bày, sưu tầm hoặc mua về sử dụng. Hai cái đèn dầu này là loại đèn dầu có cửa cao tống khói là 19 cm. Hai cái đèn này em thấy khá là đẹp vì những cái khía rãnh ở trên cái thân này nó rất là rõ nét. Tim họng đều hoạt động tốt hết. Cao tống khói là 19 cm, về chỉ cần mình châm dầu vô cái bầu này là đốt cháy lên và mình sử dụng. Em giao lưu hai cây đèn dầu này với giá là 500 ngàn thôi. Và em sẽ tặng cho mình cái cây đèn dầu này để mình về mình trưng để coi chơi. Lý do là cái đèn dầu này cái bầu nó có tóc đây một đường nè, cho nên là em sẽ tặng kèm khi mà cô chú anh chị em mua hai cái đèn dầu này. Tiếp theo là ba cái đèn dầu loại chân cao, và đặc biệt thì ở chân đế của nó là đây là cái loại đèn dầu ít gặp, nó có mọc lò. Đây, mọc lò. Mình xem cái hoa văn đồng tiền, và ở đây nó sẽ có chữ DCK là tên của cái lò sản xuất đó. Tình trạng thì lành, tim họng hoạt động tốt, chiều cao tốn khối là 36 cm. Cái đèn này thì nó lại có cái mọc lò chữ thọ, nó có cái mộc chữ thọ. Tim họng cũng hoạt động tốt hết, lành ghim hết từ ống khói cho đến là cái đèn nha. Đây là cái ống khói này em để mẫu thôi, nữa khi mà vận chuyển cho cô chú anh cha mình em sẽ đưa một cái ống khói lành là nguyên hết, mình cứ yên tâm.
Còn đây là cái mộc lò kim cương 3 số 7. Tình trạng lành lặn hết. Chiều cao đều là 36cm tống khối, loại chân cao. Giao lưu 3 cái đèn này với giá là 1,2 triệu cho 3 cây. Ồ, tiếp theo đây em có một cái bình hoa màu rất là đẹp nè. Cô chú anh chị mình xem cái bình hoa, đây là dòng gốm lái thiêu màu chuẩn xưa. Vẽ hoa cao 17cm, một cái điều đáng sưu tầm ở trên cái bình hoa này là cái mộc lò người ta sẽ viết xuôi. Thông thường thì cái mộc lò họ sẽ viết ngang như thế này nè. Còn cái mộc lò này viết xuôi. Rất là ít gặp mấy cái loại bình như thế này. Chàm màu thì lên rất là đẹp luôn nè. Chôn cốt rất là già. Đây là loại hàng xoay tay tầm khoảng 90 năm. Tình trạng của cái bình hoa này chỉ duy nhất một cái đường âm men và nó có xuyên cốt tạo thành một cái đường tóc ở trên cái vành đây. Cái đường bên này không có xuyên cốt lên phía trên do đồ nó già đó và nó xé men. Còn ngoài ra thì em thấy lành lặn hết trơn luôn. Và cái bình này khá là độc ha, khá là độc á, tại vì cái mộc lò ở đây họ viết xuôi đẹp á, ít, rất là ít gặp luôn. Chiều cao là 17 thôi. Giao lưu cái bình hoa này với giá là 950 ngàn cho cái bình hoa đẹp này và độc nữa. Rồi tiếp theo là một cái ống nhổ con gà. Đây là dòng gốm lái thiêu màu. Đường kính miệng là 21, chiều cao là 20cm, vẽ con gà. Cái hoa phía dưới bụi chuối cao, phía sau có bụi lan. Mình xem chôn cốt già ha, men thì còn khá là đẹp và chàm rất là tươi, chàm rất là đậm đà. Hàng xoay tay. Tình trạng của cái ống nhổ này nó sẽ có hai đường tóc ở trên cái vành. Từ đây tóc xuống đây. Và từ đây tóc xuống đây. Đã được thẩm mỹ lại rồi và kèm theo đó là một vài chỗ nó bị sờn men. Người sưu tầm trước người ta cũng đã thẩm mỹ lại đẹp luôn. Mình nhìn rất là khó biết cái chỗ mà bị tóc hay là bị lát. Đã thẩm mỹ lại đẹp hết luôn á. Cô chú anh chị em mua cái này về mình trưng bày chơi. Vì mấy cái ống nhổ lái thiêu màu bây giờ hiện tại em thấy cũng ít lắm, lâu lâu mới có. Giao lưu cái này với giá là 1 triệu thôi cho cái ống nhổ này. Tiếp theo là hai cái bồ lệch, một cái là chim hoa, một cái là bướm hoa. Hay là cái bồ lệch này có thể gọi là cúc đẹp vẫn được. Cái bồ lệch này thì vẽ trên này khá đẹp. Vẽ khá đẹp ha. Phía sau lại có minh văn 4 chữ và cái minh văn viết theo một cái lối vuông như thế này. Đó, nó lại là một cái điều độc đáo ở trên cái bồ lệch này. Chiều cao là 28cm là loại size đại. Bầu rất là to nha. Cái bầu này là 55cm á. Rất là to tròn luôn. Cốt già. Tình trạng hầu như là lành lặn hết. Chỉ có cái men ở đây do thời gian nó bị hơi bong lột nhẹ theo thời gian. Đây. Còn ngoài ra thì lành lặn hết trơn luôn. Và cái bầu lệch này khá là độc và đẹp. Giao lưu cái bầu lệch này với giá là 5 triệu. Cúc đẹp. Và đây là một cái bộ lệch thứ hai, cũng là một cái chàm tím luôn. Vẽ chim hoa phú quý bắt đầu. Thông thường thì mình thấy tích chim hoa này sẽ vẽ một cái chàm đỏ xanh. Còn này là vẽ chàm tím, nó hiếm dữ lắm. Cái bộ lệch này thì chiều cao của nó cũng là 28 đó. Cũng là loại xe đại đó. Mà cái bầu này tới 58cm lận. Bụi lan phía sau. Vẽ khá là ok, quá xuất sắc luôn. Men gạn hết, độ rất là già luôn. Tình trạng của cái bồ lệch này sẽ có thẩm mỹ ở trên cái vành miệng. Có thể là do nó bị bể trên vành miệng và người sưu tầm trước người ta đã thẩm mỹ lại cái nguyên cái vành miệng luôn. Và cái chỗ sâu nhất là nó sẽ xuống tới đây. Có thể là bị mẻ cho nên là người ta đã thẩm mỹ lại. Giao lưu cái bồ lệch này với giá là 5 triệu thôi cho bồ lệch rất là đẹp luôn. Tiếp theo có 14 cái chén gốm lái thiêu xưa. Chén bát tiên, loại chén này phải nói là ít gặp dữ lắm. Đường kính của nó tới 12cm, đặt loại to. Có một cái này là long phụng hòa minh với cái chàm màu xanh rêu. Chén long phụng hòa minh với cái chàm màu xanh rêu. Còn 13 chén thì đều là tích bát tiên hết, rất là đẹp luôn. Chén này đều là đường kính 12 hết, loại lớn. Và tình trạng của nó hầu như là lành lặn hết. Nó chỉ có là em thấy đây là mình thấy đây là một cái đường này ha, gạn men đó, do đồ nó già. Nhưng mà chỉ có một vài cái thôi.
Còn ngoài ra thì men tràm này kia rất là đẹp luôn, và đồ này rất là ít gặp, loại tấp bát tiên. Đây là dòng gốm lấy thiêu xưa 60-70 năm. Giao lô 14 cái chén này với giá là 850 ngàn cho 14 cái chén gốm lái thiêu xưa, tức là bát tiên với một cái là long phụng hòa minh. Tiếp theo là em có 10 cái tô chiếc yêu. Đây là dòng gốm tàu nha, gốm tàu chuẩn cổ, dáng chiếc yêu hay là dáng nón vậy đó, đẹp. Đường kính tới 16cm lận, và tình trạng của nó đều có bị tóc quẩy trên vành, nhẹ thôi, cũng không có đáng kể lắm đâu. Cái này vẫy nhẹ nè, chỗ này lỗi lò, vẫy nhẹ xíu nè, không có mắc thẩm mỹ lắm đâu, tại vì đồ này thì nó là chuẩn cổ rồi, cho nên là chút đỉnh, có thể là do nó gạn men, do đồ nó già, nó xé men cũng có nữa, và có tóc rồi nó có vẫy lát nhẹ, nhưng mà tình trạng cũng rất là tốt, cũng không đáng kể lắm. Đường kính 16 lận, giao lô này với giá là 1 triệu cho 10 tô. Tiếp theo là 10 cái dĩa trúc lâm thất hiền dòng gốm lái thiêu xưa, đường kính tới 19cm lận. 10 dĩa này em giao lưu với giá là 500 ngàn, tình trạng của nó lành, đường kính lớn nha, 19cm lận, tình trạng lành. Còn mấy cái dĩa lái thiêu này thì hầu như là đẹp hết, chỉ có là một vài cái nó có tình trạng hơi vênh vành nhẹ, cũng không có đáng kể đâu, do đồ nó xưa, người ta làm thủ công mà người ta nung nấu rồi nè, phơi nắng rồi nãy kia, nhiều khi cái vành nó hơi bên nhẹ thôi, cũng không đáng kể đâu, quan trọng là nó lành với nó chuẩn xưa thôi. Tiếp theo có 4 cái dĩa lái thiêu màu vẽ con gà, đường kính của hai cái dĩa này lớn là 19cm, vẽ đẹp, đường kính 19, chàm màu lên đẹp. Ở đây nó có một cái đường gạn men nhẹ do đồ nó già, và bên này thì sờn sờn cái vành nhẹ thôi, cũng không có đáng kể lắm, nhìn nó khó thấy lắm luôn. Đây là cái dĩa thứ hai, dĩa con gà vẽ cũng rất là đẹp luôn, đường kính 19, lát nhẹ chỗ này tí xíu men, cốt già lắm, tầm khoảng 90 năm. Đây là hai cái dĩa nhỏ, đường kính là 13, cũng là vẽ con gà luôn. Cái dĩa nhỏ này tình trạng của nó vẫy ra nhẹ tí xíu như cái hạt đậu đó, bên này tí xíu nữa, cái men ở bên ngoài thôi, không phải không có đáng kể đâu. Chỗ này thì nó hơi bị lột men nhẹ, do đồ nó già nó lột hết miếng men. 4 cái dĩa đẹp này em giao lưu với giá là 1,5 triệu cho 4 cái dĩa đẹp này luôn. Tiếp theo đây là một cái bản dòng gốm Nhật vẽ tay, tức là tùng lọc, vẽ khá là đẹp, em bao hàng chuẩn cổ cho cô chú anh cha mình sưu tầm. Hiệu đề của nó có 4 chữ, trôn cất bao đồ chuẩn cho cô chú anh cha mình sưu tầm, cứ yên tâm nha. Đường kính là 17.5. Ở đây là nó có bị lỗi lò. Để cô chú anh cha mình xem vành nè, nét vẽ nè, rất là đậm đà. Trên vành này thì in hoa. Tình trạng của cái bản dầm này thì nó chỉ có một cái đường tóc nhẹ trên vành, ngay chỗ này. Còn ngoài ra thì lành lặn hết. Giao lưu cái bản dầm lớn này với giá là 950 thôi. Bản dầm tùng lọc vẽ tay nha, vừa in vừa vẽ luôn. Tiếp theo là một cái bản dầm gốm Nhật vẽ tay nữa, nhưng mà vẽ còn nét hơn nữa, tức là thiên hạ thái bình. À, cô chú anh cha mình xem cái tích điển tích thiên hạ thái bình thì mình gặp rất là nhiều, và cái điển tích này cái người sưu tầm người ta rất là thích cái tích điển tích là thiên hạ thái bình này. À, vẽ tay hết đó, rất đẹp luôn. Đường kính là 16.5, hiệu đề cũng có 4 chữ, và chôn cốt bên bao đồ chuẩn cho cô chú anh cha mình sưu tầm, rất đẹp luôn, xuất sắc luôn á. Cái tình trạng của cái bản dầm này rất là tốt, chỉ có một cái đường đây, có một cái đường răng men ở trên cái vành đây, rất là khó thấy luôn, rất là khó thấy, tình trạng rất là tốt, chỉ bị vậy thôi, còn lại thì lành lặn hết. Giao lưu cái bản dầm này với giá là 1,5 triệu cho một cái bản dầm gốm Nhật vẽ tay, rất là đẹp luôn, chàm rất là tươi. Tiếp theo em có 10 cái dĩa gốm Nhật chuẩn xưa, 10 dĩa này là đường kính là 11cm loại úp chung, và nó sẽ có 5 mẫu khác nhau. 3 cái mẫu là long phụng hòa minh, chàm in rất là đẹp ha, và mấy cái loại này thì nó tương đối mỏng dữ lắm. Hiệu đề của 3 cái dĩa này là ngoạn ngọc. 2 dĩa chim hoa phú quý bạc đầu, đường kính cũng là 11cm luôn, một cái là da băng và một cái là nội phủ.
hai cái trúc lâm thất hiền, nó đều vô đường kính là 11 hết nha. Hiệu đề của nó là nội phủ đẹp thấu quang. Một cái sen dịch, hai cái mai thọ, mai cài thọ. Giao lưu 10 cái dĩa này với giá là 2 triệu thôi, đường kính là 11. Tiếp theo giao lưu với cô chú anh cha một cái dĩa rất là to, đường kính tới 47 cm lận, và trên này vẽ cái điển tích là tam đa phúc lộc thọ, có phúc có lộc và có thọ, hàng gốm Nhật chuẩn cổ, vẽ tay nha, vẽ tay rất là đẹp, vẽ tay hết. Cô chú anh cha mình xem nè, rất là vip luôn. Cái loại dĩa đường kính to này hiện tại là bao hàng cho cô chú anh chị em là rất là hiếm gặp, khó mà có được lắm. Vẽ tay hết, gốm Nhật chuẩn cổ trên 100 năm, đường kính tới 47 cm, và tình trạng của nó có một cái đường tóc ở đây, cái đường răng men trắng cái phần này tí xíu xíu à, răng men do đồ nó già. Và ngay chỗ này là lõi lò, dở lên tên đây, chỗ này lõi lò, bên này lõi lò, lý do là phủ men chưa đẹp. Cái vành phía sau nè, đây cô chú anh cha mình xem chôn cốt, nó sẽ có 7 cái chấm kê lò, và ở trên vành đây vẽ hoa với cái chàm rất là xanh. Hiện tại thì bao hàng cho cô chú anh cha mấy cái dĩa này hiếm dữ lắm luôn. Đây cái vành ngay chỗ này, đây cô chú anh cha mình xem lõi lò ha, lõi lò. Ở bên này nó có một cái đường gạn men nữa nè, nè một đường gạn men bên này, còn cái đường này là cái đường tóc nè. Cái dĩa này chỉ có lõi lò với lại là hai đường găng men nhẹ và một đường tóc, còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Nhưng mà được có cái là kích thước khủng, với lại là vẽ tay thì rất là đáng sưu tầm. Giao lưu cái dĩa lớn này với giá là 5 triệu. Tiếp theo giao lưu với cô chú anh chị em một cái bình gốm Vạn Ninh chuẩn cổ chơi 100 năm, vẽ rất là đẹp, rất là nét luôn, vẽ tích chim hoa. Và cô chú anh chị mình xem một dòng của cái dáng bình này cũng như là cái nét vẽ trên cái bình nha, vẽ đẹp đó, cao 42 cm, từ bên này vẽ hoa rất là lớn, dài lên đây và dài tuốt chữ đế phía dưới luôn, chàm rất là xanh đậm đà và dài qua tới bên này luôn, vẫn còn vẽ hoa, một cái con chim lớn đậu ở đây. Cô chú anh chị mình xem nè, gốm Vạn Ninh chuẩn cổ trên 100 năm, về mình trưng bày rất là đẹp luôn á, cao 42, hiệu đề và chôn cốt đây. Tình trạng là ở trên cái vành miệng này mình thấy là nó đã mẻ rồi. Và ở đây, phía đây, phía đây nó sẽ có những cái đường gạn men, và em bao là cô chú anh chị em những cái đường chày men, gạn men này nó không có xuyên cốt vô trong. Đây, ở trên vành này cũng vậy, nó sẽ có những cái đường gạn men và bao là không có xuyên cốt, không có xuyên cốt vô trong, chỉ gạn men ở bên ngoài thôi. Tình trạng của cái bình hoa này hầu như là nó chỉ bị mẻ miệng thôi, còn những cái đường này là do xé men đồ nó già. Đồ này nó tầm khoảng 130 năm, 140 năm trở lên nè, cho nên là đồ nó già sâu tuổi lắm, và đồ này rất là chuẩn nha. Cao 42 cm, em giao lưu cái bình hoa này với giá là 1,8 triệu, về mình trưng bày rất đẹp đó. Tiếp theo đây là một cái bình chim chỉ phù dung. Cô chú anh chị em mình đam mê những cái bình đồ tàu, gốm tàu á, em nghĩ là mình nên sở hữu cái bình này. Lý do là vẽ rất đẹp, đồ rất chuẩn và tình trạng rất tốt. Cao là 44 cm. Dáng của cái bình này là dáng tròn, vẽ cái điển tích chim chỉ phụ dung và vẽ rất là đẹp, chàm rất là xanh. Và đây là một cái bình thanh, em bao hàng bình thanh chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm, nói sai một cũng đền 10. Đây là một cái màu men nếp chứ không phải là một cái màu men xanh, cho nên mình cứ yên tâm sưu tầm nha. Đây là một cái bình thanh vẽ tích chim chỉ phụ dung với hai cái tay khánh hai bên, dáng tròn và cái vành miệng loe rất đẹp luôn. Chôn cốt em bao được chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Mình xem cái màu của nó là một cái màu men nếp chứ không phải là một cái màu men xanh, nhìn đẹp lắm. Cao 44 cm nè. Cái bình này tình trạng của nó hầu như là lành lặn hết, ở trên cái vành miệng chỉ lát cái vành nhẹ xíu xíu ngay chỗ này, giống như là nó bị lát cái men ở bên ngoài, lát cái men bên ngoài này thôi, còn cái vành bên này thì nó lành nguyên, không có vấn đề đáng kể hết. Từ cái chỗ ở trên cái vành bên này thì nó lại găng men nhẹ, chắc có thể là do ảnh hưởng do cái bên trong á, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Đây mình xem cái nét vẽ nè,
Chim chỉ phụ dung là một cái điển tích rất là hay và rất là đẹp. Giao lưu cái bình gốm Tàu vẽ chim chỉ này với giá là 15 triệu cho cái bình này. Tiếp theo đây là một cái bình lái thiêu xưa men bóng, vẽ tích là sơn thủy, dáng tròn cổ điển, phía sau vẽ bụi lan. Cái bình này lành tích 100% luôn, chiều cao là 43 cm. Ở đây là nẻ lò không đáng kể. Giao lưu cái bình này với giá là 2 triệu cho cái bình lái thiêu này. Tiếp theo đây là một cái bình sông Long chanh châu gốm Biên Hòa, rồng rất là mặt hung dữ và rất là thần thái luôn, lên vẫy hết cộm tay. Sông Long chanh châu rất đẹp luôn. Bình này cao là 50 cm, vòng bụng tới 85 cm, là loại bình to lớn. Tình trạng của cái bình này lành tích hết trơn luôn. Xem chôm cốt nè. Cái phần bụng ngay cái chỗ này có một cái đường âm men và nó chỉ âm bên trong thôi, không có xuyên cốt cái bên ngoài. Chân nước thoải mái, em bao hàng cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Rạn men ở phía bên trong và bên ngoài thì không có. Giao lưu cái bình này với giá là 2 triệu. Tiếp theo là hai cái bình bướm hoa dòng gốm lái thiêu xưa với cái dáng đùi dế. Và ở đây sẽ có một cái bình vành miễn dúng đẹp. Vành miễn dúng thì tương đối đẹp và ít gặp hơn. Tình trạng thì chỉ có bị nẻ lọ cái phần dưới, ngoài ra thì lành lặn hết. Bình này chiều cao nó là 22 cm. Đây là một cái bình dáng đùi dế, cũng là một cái bình bướm hoa luôn. Bình này cao 20 cm, tình trạng lành. Giao lưu hai cái bình này với giá là 900. Rồi tiếp theo thì em có cân giá và lại là bằng ủi nha. Đây là một cái cây cân giá lớn nha. Cái cân này là loại cân 24 kg và nó có ngày 18 tháng 5 năm 81. Full đồng hết luôn. Toàn bộ là bằng đồng hết và tình trạng của nó lành. Giá cân này loại lớn, dây xích dài, làm rất là sắc sảo. Giao lưu cái cân giá này với giá là 1 triệu. Tiếp theo là cái cân giá này loại 20 kg. Cái cân này là cũng full đồng luôn nha. Cái cân này tình trạng của nó chỉ bị mẻ nhẹ trên vành nè, chút xíu thôi, cấn cái vành. Giao lưu cái cân này với giá là 900 ngàn. Tiếp theo là một cái bằng ủi bằng đồng, bằng ủi con gà hàng chuẩn xưa, nặng 1,7 kg, full đồng hết nha. Từ con gà, cái quai cho đến cái thân bằng ủi toàn đồng hết. Tình trạng lành và chuẩn xưa. Giao lưu cái bằng ủi này với giá là 900 ngàn cho cái bằng ủi này. Tiếp theo là cái bằng ủi con gà này, cũng là bằng ủi chuẩn xưa luôn. Có cái thân phía dưới này là bằng đồng, còn con gà với lại cái quai này nó bằng nhôm. Lành và chuẩn xưa. Nặng 1,3 kg. Em giao lưu cái này với giá 650 ngàn. Đây là một cái hộp bằng đồng ha, loại lớn. Và cái hộp bằng đồng này là hàng chuẩn xưa cổ, sâu tuổi, đường kính miệng tới 13 cm lận và cao là 10 cm, nặng 850 g lận. Cái hộp này không mà nặng 850 g á. Có cái ngăn ở phía trong nè, và nó có tình trạng là bị găng cái đồng chút xíu ở trên ngay chỗ thân này, còn lại thì lành lặn hết. Cái hộp lớn to cơm lê bộ hết. Giao lưu cái này với giá là 800 ngàn. Tiếp theo là một cái ống nhổ bằng đồng quế và có đường kính to nha, nặng tới 800 g, miệng là 15, cao là 12, bằng đồng quế chuẩn cổ, tình trạng lành tích luôn, rất là đáng sưu tầm. Giao lưu cái này với giá 1,8 triệu. Rồi hôm nay em có một số món như thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.